Sau Tết Mậu Tuất, số lượng rác thải tăng lên đáng kể. Điều đáng nói, thay vì tập kết rác tại các nơi quy định, thì nay xuất hiện hàng loạt các bãi rác tự phát được đổ một cách bừa bãi. Mặc dù ở đâu đâu cũng đều có biển cấm, nhưng rác vẫn tràn ngập phố phường, từ trong hẻm cho đến lề đường, từ công viên cho đến cả những nơi linh thiêng như là đền chùa, khiến cho nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập tràn sắc xuân tàn. Dọc con đường đi vào thung lũng hoa Hồ Tây, địa điểm đến lý tưởng của nhiều bạn trẻ là tràn ngập những rác thải, phế thải. Sau Tết, đào quất cũng vô tư từ nhà ra phố như thế này. Thì có những người mà những khi mình nhìn thấy thì người ta đã đi rồi. Thì thường thường là người ta có những lúc người ta đi làm, những cái túi rác người ta quẳng ao, hoặc là túi to, hoặc là túi tiền vàng mã người ta hóa xong, người ta quẳng ao đến lúc lại lổi lành thành. Các cái cành hoa là thường thường là sau Tết thì nó không có trong này. Cũng theo người dân, tình trạng rác thải đổ bừa bãi đã diễn ra nhiều tháng nay. Nhưng sau Tết, số lượng lại tăng lên đáng kể. Chẳng mấy chốc, con đường thơ mộng này sẽ biến thành con đường rác với rất nhiều các bãi tập kết rác thải. Không còn cách nào khác, nhiều người thậm chí còn nghĩ ra cách đốt rác. Từ thùng xốp, đệm, ghế sofa cũng đều đem đốt bỏ, khiến cho cả không gian trở nên mù mịt. Tôi chỉ có thỉnh thoảng là tôi thu gom xong rồi tôi đốt đi để cho nó sạch sẽ thôi, để nói chung là để cải thiện môi trường, nhìn nó cũng sạch sẽ, thoáng đãng, thoáng mẻ hơn. Những người mà hay mang rác ra hồ ao vứt ấy cần có ý thức hơn về cái môi trường, không những là cho mình và còn cả cộng đồng xung quanh mình nữa. Dạo một vòng qua các tuyến phố của Hà Nội, không khó để nhận thấy nhiều gốc cây, cột điện đang bị người dân biến thành những bãi tập kết rác lộ thiên. Với tâm lý đầu năm kiêng quét dọn vì sợ mất lộc, nhiều gia đình để rác lưu trữ trong nhà nhiều ngày sau đó mới bắt đầu dọn dẹp. Và nếu chưa nhìn thấy xe thu gom rác thì họ thản nhiên tống khứ ra vỉa hè để làm sạch nhà mình. Nghị định 155 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã chính thức có hiệu lực được hơn một năm, nhưng dường như rác ý thức trong thói quen người Việt vẫn không thay đổi. Thuộc về vấn đề quản lý của chúng ta, và nhất là có khi cũng bắt được nhưng mà xử lý không nghiêm, không mạnh. Chứ nếu mà chế tài mạnh thì nó mới có cái sức răn đe. Nhưng mà chúng ta rồi thì cũng làm, rồi thì cũng không có quy định cho rõ ràng. Biết rằng vứt rác bừa bãi là hành vi thiếu lịch sự, gây ảnh hưởng xấu và cần được loại bỏ. Thế nhưng không phải ai cũng kịp nghĩ đến những điều lớn lao ấy mỗi khi tiện tay vứt rác ra đường.